Nhân vật chính của JoJo phần 5 Stone Ocean là Jolin Kujo, con gái của Jotaro và một người phụ nữ Mỹ. Trong một lần đi dạo chơi cùng bạn trai, gã bạn trai mải hot nên đâm trúng một người đi đường. Hắn ta van xin Jolin giữ kín việc này, thậm chí còn nhờ cô giúp giấu cái xác người này. Vụ việc thì vỡ lở, nhưng không hiểu sao chỉ có mình Jolin bị bắt. Trong trại tạm giam, cô được mẹ gửi cho một con bọ hung bằng vàng cùng với lời nhắn, nó là vật mà bố cô, Jotaro, đã để lại. Tò mò mở ra, cô bị một mảnh mũi tên đâm vào tay. Trên đường đi đến nhà tù, Jolin làm quen với Hermes Costello, một nữ tù nhân khác. Cô cũng phát hiện ra rằng bằng một cách nào đó mình có thể nghe thấy những âm thanh từ rất xa. Khi đến nhà tù, Hermes bị giữ lại. Jolin với khả năng nghe phát hiện ra Hermes đang bị cai ngục đánh để chấn lột tiền. Trong lúc bị kích động, stand của Jolin kích hoạt lần đầu tiên, phóng ra sợi dây khiến gã cai ngục đứt tai, cứu Hermes khỏi trận đòn. Ngày hôm sau, gã luật sư mách nước với Jolin rằng nếu nhận tội ăn cắp và ngộ sát thì có thể được giảm mức án từ 5 năm xuống còn 1 năm. Tuy nhiên, tòa tuyên án cô mức 15 năm vì hành động giấu người bị đâm đã giết chết anh ta. Chi tiết này bị gã luật sư giấu nhẹm đi. Gã này bị Romeo, bạn trai của Jolin, mua chuộc để lừa cô nhận tội thay. Dùng năng lực nghe, Jolin phát hiện ra sự thật. Cô sử dụng stand thắt cổ giết chết gã luật sư, thề sẽ vượt ngục. Nơi Jolin thụ án là nhà tù Green Dolphin Street, nằm trên một hòn đảo tách biệt, nơi tù nhân chỉ phải mặc đồng phục khi họ không phải nhân vật chính. Vào tù, Jolin cùng phòng với một nữ tù nhân khác tên là Wes. Cô phát hiện ra bạn cùng phòng bằng cách nào đó đã sở hữu con bọ hung vàng mà mình vứt đi lúc trước và có khả năng thu nhỏ người khác. Jolin bị Wes thu nhỏ và bắt giả là một con chuột để giúp cô ta vượt ngục. Jolin sử dụng stand của mình được đặt tên là Stone Ocean, ora ora ora, cho Wes băng bó khắp người. Wes chịu thua và khai rằng con bọ hung bằng vàng được cô ta mua lại từ Hermes. Ngày hôm sau thì Jolin gặp một cậu bé lạ mặt, cậu cảnh báo cô ngày mai không được gặp mặt người đến thăm. Trong sự ngạc nhiên của Jolin, ngày hôm sau có người đến thăm thật. Trước khi vào buồng thăm, cậu bé lạ mặt lại xuất hiện lần nữa, đưa cho Jolin một mảnh xương. Trái với trông đợi của Jolin, người đến thăm cô không phải mẹ mà lại là ông bố hay vắng nhà. Jotaro cho biết kẻ đứng sau giật dây khiến Jolin vào tù là John Galley, một sát thủ bị giam cùng nhà tù. John Galley căm thù Jotaro bởi vì anh đã giết Dio, thần tượng của hắn. Ngay khi Jolin định trở lại phòng giam thì cô bị một viên đạn từ ngoài bắn vào, chỉ thoát chết nhờ Stone Ocean đỡ hộ trong khoảnh khắc. Stand của John Galley là một stand hoạt động từ xa, có khả năng phát hiện bất cứ chuyển động nào của không khí để chỉ điểm cho chủ nhân bị mù của mình, tiêu diệt từ xa. Không thể vô hiệu hóa stand này, hai bố con Jolin phải nhờ cậu bé lạ mặt nọ giúp đỡ, chỉ đường thoát ra ngoài bằng một căn hầm bí mật. Tuy nhiên, chính hành động này đã khiến cậu trở thành mục tiêu của John Galley và con gái Jotaro quyết định quay lại tiêu diệt hắn để cứu cậu bé. Bằng cách sử dụng dòng khí ga làm sai lệch thông tin của tên sát thủ, Jolin đã đánh bại được hắn. Tưởng như đã an toàn, nhưng mà không, Jolin nhận ra có gì đó sai sai. Trước đó chiếc còng tay không cánh mà bay, rồi đến lượt vết thương vì đạn bắn của Jotaro cũng biến mất bí ẩn. Hóa ra là cả hai đã bị chìm vào một giấc mơ kể từ giây phút Jotaro đưa bức ảnh John Galley ra. Trí não họ bị nhốt trong giấc mơ, còn thân thể thực đang bị một chất lỏng màu trắng đục ăn mòn. Ra khỏi căn phòng này, Jotaro cho biết có một tàu ngầm của Speedwagon Foundation đang chờ ở bãi biển, họ chỉ cần thoát khỏi nhà tù này. Tuy nhiên thì hai bố con rơi vào bẫy của John Galley một lần nữa khi hắn giả trang làm cai ngục, bất ngờ dùng súng bắn Jolin khiến Jotaro phải sử dụng Star Platinum để cứu con gái. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra còn có một Stand User nữa tác chiến cùng John Galley. Stand của hắn chính là thứ đã khiến hai bố con rơi vào giấc mơ bắn nãy. Stand này, nhân lúc Jotaro cứu con gái, đã tập kích anh, nhốt Star Platinum và ký ức của Jotaro vào hai chiếc đĩa. Anh sau đó liền bị John Galley bắn trọng thương. Jolin sử dụng Stone Ocean khiến đạn của hắn đi trượt, rồi ora 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 cho tên này một trận. Cô kéo một Jotaro lúc này đã trọng thương ra đến bờ biển. Jolin nhận ra bố mình không còn thở nữa. Sử dụng thuật truyền âm, Jolin biết được cậu bé lạ mặt là Emporio, con của một tù nhân tại đây. Mẹ cậu bé cũng là một Stand User và đã chết sau khi bị kẻ bí ẩn ban nãy, tên gọi là White Snake, cướp mất Stand vào chiếc đĩa CD. Mảnh xương cô cầm chính là của mẹ cậu bé. Jolin tin rằng tiêu diệt được chủ của White Snake này có thể hồi sinh được cha mình, thế là thay vì trốn đi, cô quay trở lại nhà tù. Trong lúc đó thì John Galley bị chính gã đồng bọn thủ tiêu để bịt đầu mối. Ở một góc khác của nhà tù, Hermes trước khi bán con bọ hung vàng cho Wes thì cũng bị nó đâm vào tay. Stand của cô ta tên là Kiss, với khả năng nhân đôi bất kỳ vật thể nào mà Hermes đã dính một sticker lên. Hermes đụng độ với gã tù nhân lao công nhờ sự chỉ điểm của Emporio mà đã phát hiện ra bí mật về khả năng nhốt ký ức và stand của đối thủ vào đĩa CD của White Snake, cũng như biết được việc hắn giấu chúng ở trong một chiếc máy cày ngoài đầm lầy gần nhà tù.
Ngày hôm sau thì có hai tù nhân mất tích tại vùng đầm lầy, thế là Jolin và Hermes xung phong vào nhóm tìm kiếm. Cả hai không ngờ rằng nhóm tìm kiếm bị tập kích bởi tay sai của White Snake, bảo vệ kho đĩa của gã. Kẻ này tự gọi mình là FF, không phải Free Fire, không phải con người mà là tập hợp những sinh vật phù du được những chiếc đĩa cho sức mạnh và trí tuệ. Tuy nhiên thì sau khi FF bị đánh bại, lục tìm trong chỗ giấu, họ chỉ thấy chiếc đĩa chứa Star Platinum, còn CD chứa ký ức của Jotaro thì không có ở đó. Theo FF, White Snake chắc phải giữ nó ở một chỗ bí mật khác bởi hắn muốn một bí mật ở trong đó. Bộ đôi Jolin và Hermes trở lại nhà tù, lần này có thêm sự gia nhập của FF dưới vỏ bọc một tù nhân. Tại nhà tù thì Jolin lên kế hoạch chuyển chiếc đĩa chứa Star Platinum đến tay Speedwagon Foundation. Cô liều lĩnh dùng điện thoại để liên lạc và được biết thần xác của Jotaro đang được tổ chức này bảo quản, và tuy là không thể giúp Jolin vượt ngục, họ sẽ cử người đến lấy chiếc đĩa tại quảng trường của nhà tù. Lúc này thì Emporio xuất hiện, cậu bé giới thiệu cô với một stand user khác tên là Dự báo Thời tiết. Các bạn sẽ bảo là sao anh chàng này lại có tên đặt theo một chuyên mục trong chương trình thời sự như vậy phải không? Trước đây anh ta có tên khác nhưng bị White Snake lấy mất ký ức, vì vậy phải lấy luôn tên của stand của mình. Đây chính là lý do anh ta muốn giúp Jolin đánh bại White Snake. Stand của Dự báo Thời tiết giúp anh ta có khả năng điều khiển thời tiết trong một phạm vi nhỏ. Tuy nhiên thì con đường đến quảng trường không hề đơn giản. Ngoài việc phải hối lộ lính gác để vượt qua cửa, cặp đôi còn đụng độ với một tên tù nhân phục vụ cho White Snake là Lang Ranger, điều khiển stand với khả năng tạo nên vùng không trọng lực. Hắn sử dụng nó để khiến Jolin và Dự báo Thời tiết rơi vào tình trạng thiếu không khí trong chân không trước khi tấn công họ từ xa. Dự báo Thời tiết hy sinh thân mình tạo nên một chiếc áo bảo hộ bằng không khí để Jolin hạ gục tên này. Bị thương nặng, anh phải ở lại, không thể củng cố đi tiếp. Sử dụng thẻ ra vào của Lang Ranger, Jolin lừa vị cha xứ mở cánh cửa ra quảng trường. Bất ngờ thay, người đợi cô ở đó lại là một cai ngục. Hắn cầm súng bắn thẳng vào bụng cô. Hắn đang định đoạt lấy chiếc đĩa chứa Star Platinum và kết liễu Jolin thì Dự báo Thời tiết sử dụng stand của mình tạo nên một cơn mưa ếch ở quảng trường. Những con ếch độc vô hiệu hóa gác quản ngục khiến cho sau khi chúng ngừng rơi, White Snake phải đích thân xuất hiện. Tưởng rằng Jolin đã chết bởi chất độc nhưng mà không, cô tạo một tấm chắn bằng những con ếch còn sống để bảo vệ mình, rồi bất ngờ cướp chiếc đĩa Star Platinum từ tay White Snake và tung lên trời, nơi có shipper của Speedwagon Foundation đã đợi sẵn. White Snake không kịp làm gì mà phải bỏ trốn khi những lính gác xuất hiện. Kẻ điều khiển White Snake không ai khác chính là gã cha xứ mà Jolin gặp trên đường ra quảng trường. Hắn tên là Enrico Puxi, thuở còn trẻ khi đang đi học đã gặp gỡ với Dio và bị tên ma cà rồng chúa này mê hoặc. Puxi tin rằng trong quyển sổ của Dio có chứa cách lên thiên đường, nhưng quyển sổ này bị hủy bởi Jotaro sau khi kẻ thù chuyển kiếp nhà Joe Star bị tiêu diệt. Hắn nung nấu kế hoạch đánh cắp Star Platinum và ký ức của Jotaro để trả thù cho Dio cũng như để tìm lại nội dung cuốn sổ. Nhờ vị trí cha xứ trong nhà tù, Puxi có thể tự do đi lại, gặp gỡ riêng với các tù nhân, tuyển mộ và trực tiếp tham gia âm mưu với John Galli cũng như nghe lén cuộc trò chuyện với Speedwagon Foundation của Jolin. Sau cuộc đụng độ tại quảng trường, Jolin thành công trong việc đưa chiếc đĩa Star Platinum khỏi nhà tù, nhưng cô vẫn chưa biết danh tính thật của kẻ đứng sau White Snake cũng như chưa thể hồi sinh bố mình. Còn với Puxi, tuy không thể ngăn cản nhưng hắn vẫn giữ chiếc đĩa chứa ký ức của Jotaro. Hắn định làm gì với nó? Jolin có thể cướp lại chiếc đĩa hay không? Các bạn hãy đợi trong video phần tiếp theo nhé!